Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ba bài tập về hình thoi nhé. Bắt đầu từ bài dễ trước. Người ta sẽ cho mình input là 5 và họ bắt mình in ra cái hình thoi, nửa hình thoi như thế này. Cái này nó giống cái mũi tên hơn, cũng chả giống hình thoi đâu. Ok. Rồi, thì bắt đầu nó phức tạp hơn một tí rồi đúng không? Như thế này. Khi mà bạn bắt gặp một cái bài như thế này nhá, thì thông thường ví dụ như n bằng 5 này này thì bạn có thể nhìn thấy là nó có 9 dòng, tức là bạn có thể xác định được cái chỉ số dòng, à cái số lượng dòng của mình nó sẽ là 2 nhân với n trừ 1 luôn đúng không? Rất là dễ đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là khi mà các bạn xây dựng một cái phần mà một cái hình mà nó có hai phần như thế này này. Ok, thì tốt nhất là các bạn nên chia nó thành hai nửa, phần nửa trên và phần nửa dưới. Đây chính là cái phần nửa trên này. Cái phần nửa trên này chính là cái hình tam giác vuông mà mình đã làm mãi rồi, đúng không? Còn cái phần ở dưới nó cũng là cái tam giác vuông và mình cũng đã làm rồi, đúng không? Nhưng mà nó lộn ngược. Ok. Vậy thì để xây dựng cái hình này này thì mình khuyên là các bạn nên chia nó thành hai phần. Phần thứ nhất nó chính là cái vòng for ở trên và phần thứ hai nó chính là cái vòng for để mình xây dựng cái nửa ở dưới. Vậy thì đầu tiên đấy, bạn xây dựng cho mình xây dựng nửa trên. Ok. Thực ra là bạn có thể duyệt một cái vòng for từ 1 cho tới 2n trừ 1 dòng, sau đó xây dựng luôn cũng được. Ok. Nhưng mà nó ít eo nhiều, thành ra mình cứ bảo là tốt nhất là các bạn nên chia làm hai phần, sau đó xây dựng từng phần một. Cái phần trên này thì quá quen thuộc rồi đúng không? Mình sẽ duyệt từ 1 cho tới n. Sau đó là mình duyệt từ j từ 1 cho tới i đúng không? J cộng cộng, sau đó bạn in ra cái dấu sao. Hết một dòng thì các bạn xuống dòng. Đây, khi mà mình in ra thì nó sẽ cho các bạn cái phần nửa trên. Đấy, các bạn thấy cái nửa trên đúng không? Bây giờ đến đây rồi này, mình sẽ xây dựng nốt ở nửa dưới. Nhưng mà cái nửa dưới ở bây giờ nó chỉ còn n trừ 1 dòng thôi đúng không? Nó chỉ còn n trừ 1 dòng thôi, các bạn thấy thế không? Và bạn thấy là cái số lượng ký tự nó giảm dần. Thành ra là tốt nhất là các bạn duyệt từ int j bằng n trừ 1 cho tới j nhỏ hơn, à xin lỗi, i bằng n trừ 1. Y nhỏ hơn lớn bằng 1 và y trừ trừ. Đó. Ok. Tức là cái dòng này này, bạn sẽ coi nó là dòng 4. Ok, dòng này bạn sẽ coi nó là vòng 3, dòng này là y bằng 2 và dòng này là y bằng 1. Thì khi đó cái số lượng ký tự ở cái dòng thứ y ấy, nó vẫn chính bằng y luôn. Đấy, như mình nói đấy, để xây dựng cái phần tam giác ngược như thế này thì đôi khi bạn có thể duyệt từ n về 1 thay vì duyệt từ 1 về n. Nhưng mà trong trường hợp này nó chỉ còn n trừ 1 dòng, thành ra là bạn sẽ duyệt từ y bằng n trừ 1 cho tới y lớn bằng 1 nhá. Nó không phải đủ 5 dòng như cái thằng phần nửa trên đâu. Sau đó ở trên này thì các bạn giống y hệt cái phần trên này, thành ra mình copy paste xuống đây. Thế thôi, nó sẽ xây dựng được cho bạn cái hình nửa hình thoi như thế. Ok, tất nhiên là chỗ này bạn cũng có thể duyệt từ 1 cho tới n cũng được nhé, sau đó tìm công thức. Rồi, thế là xong cái bài đầu tiên về hình thoi nhé. Các bạn có thể dừng sau đó tự thử tự code cái phần bài 18 này xem có code được không nhé. Để nó xuống dần, copy hơi khó. Rồi, đấy, thì lại gặp một cái hình nữa có input là 5 đúng không? Nhưng mà nó xin ra cái hình thoi, sau đó ở trước nó có dấu ngã như thế này ấy. Rồi thì như mình nói, các bạn cứ xây dựng cho mình nửa trên này trước, đúng không? Bây giờ nửa trên này lại là cái hình mà mình đã từng làm rồi, đúng không? Nó là một cái tam giác vuông, sau đó ở giữa trước nó có dấu cách này. Đấy. Thì ở mỗi dòng này này, được chưa? Bây giờ mình đã cứ tạm thời bỏ qua cái phần dưới này đấy nhá. Bây giờ mình xây dựng cái phần trên này này. Đấy. Bây giờ mình sẽ xây dựng nửa trên. Mình thấy là nó có 5 dòng, đúng không? Trong trường hợp của quá thì nó có n dòng. Và mỗi dòng nó có hai phần, cái phần thứ nhất là dấu ngã và phần thứ hai là dấu sao. Vậy thì ở đây á, ở mỗi dòng này các bạn xây dựng cho mình phần dấu ngã trước. Ok, xây dựng phần dấu ngã trước thì bạn thấy ở cái dòng 1 ấy, y bằng 1 thì nó có 4 dấu ngã, dòng 2 thì nó có 3 dấu ngã, dòng 3 thì nó có 2 dấu ngã. Vậy thì bạn thấy là cái chỉ số dòng của mình ấy nó cộng với cái số dấu ngã thì nó ra được n đúng không? Vậy thì cái số dấu ngã nó ở cái dòng thứ y nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là n trừ đi y đúng không? Đấy. Dòng 1 thì có 4 dấu ngã đúng không? 5 trừ 1 còn 4. Dòng thứ hai thì có 3 dấu ngã, 5 trừ 2 là 3. Ok. Bạn sẽ in ra cho mình cái dấu ngã ở đây. Thế là đã xong phần dấu ngã rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ xây dựng phần dấu sao.
Thì bạn thấy là cái dòng 1 nó có 1 này, dòng 2 có 3, dòng 3 có 5, dòng 4 có 7 và dòng 5 có 9, tức là cái số lượng ký tự ở cái dòng thứ dấu sao, ký tự sao ở cái dòng thứ y nó sẽ là 2 nhân y trừ 1 đúng không? Vậy thì bạn chỉ cần for int t j bằng 1, j nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân với y trừ đi 1, sau đó bạn in cho mình cái dấu sao ở đây. Ok, hết một dòng thì bạn sẽ xuống dòng ở đây. Đó. Thì bây giờ mình chạy nhá, nó sẽ in ra cho bạn được cái phần nửa trên. Đây, có phải cái nửa trên của cái hình thoi kia đúng không? Bây giờ bạn xây dựng tiếp cái phần ở nửa dưới, ok. Đây, mình sẽ xây dựng nửa dưới. Cái nửa dưới này thì bây giờ nó chỉ còn n trừ một dòng thôi, đúng không? Đấy, thành ra là các bạn chỉ cần for in t. Nhưng mà các bạn thấy là tương tự như cái bài vừa rồi mình vừa làm ấy, đấy chính là cái số lượng ký tự sao ở cái dòng nó giảm dần. Thì các bạn nên duyệt, thay vì bạn duyệt từ 1 cho tới 4 ấy, bằng for từ 1 cho tới 4, thì bạn nên duyệt từ y bằng 4 về 1. Để làm gì? Để cái logic của nó ở cái vòng for con ở trong này nó giống y hệt cái nửa ở trên, đúng không? Bây giờ bạn thấy là ở cái dòng thứ 4 thì nó có một dấu sao, à dấu ngã đúng không? Nó chính là n trừ đi 1 đấy, đúng không? À n trừ đi 4 đấy. Dòng thứ 3 thì nó có hai dấu ngã, là mình lấy 5 trừ đi 3 thì nó có hai dấu ngã, nó đúng y hệt cái quy luật ở trên này này. Đấy. Thành ra là cái vòng for này bạn phải duyệt từ y bằng n trừ 1 cho tới y lớn bằng 1 y trừ trừ để nó chạy từ cái dòng thứ 4 cho tới dòng thứ 1, để nó đảm bảo được cái tính logic của cái vòng for con ở trong này nó giống y hệt nhau. Đấy, bạn chỉ cần copy xong paste xuống đây thì khi đó nó sẽ xây dựng được cho mình cái phần nửa dưới. Thế còn nếu mà cái phần nửa dưới của bạn ấy mà bạn duyệt từ 1 cho tới 4 ấy cũng được, nhưng mà khi đó bạn lại phải thay đổi cái quy luật của cái vòng for con ở trong này để mình tìm quy luật lại cũng được. Ok. Đấy, nhưng mà mình phát hiện ra là như thế, cái ký tự của mình nó giảm dần như thế này thì tốt nhất là mình cho vòng for chạy từ n về 1 như thế này, để nó đảm bảo được cái tính logic ở đây, mình chỉ cần copy paste ở trên xuống dưới là được. Ok, đó. Bạn nào code tốt hơn một tí thì các bạn có thể code luôn được ấy nhá, code luôn là dùng một vòng for to bên ngoài thôi. Thực ra thì cái số lượng vòng for nó vẫn như thế thôi, đúng không? Tốt nhất là các bạn cứ xây dựng từng phần một cho nó rõ ràng và dễ tìm lỗi trong trường hợp mà các bạn đi thi mà các bạn hơi cuống ấy, mà các bạn gặp một cái bài như thế này thì mình nghĩ là các bạn cứ chia ra từng phần, sau đó xây dựng từng phần một thì nó sẽ dễ code hơn. Ok, thì đấy chính là cái bài hình thoi thứ hai nhá. Mình sẽ sang cái hình thoi thứ ba có vẻ khó hơn một tí đấy. Và sao cái hình này nó không cân đây? Chỗ này nó nhìn nó không được cân. Có gì ở đây mình sẽ sửa lại một tí. À rồi, vào đây thì nó cân rồi đấy. Ở Word thì nó không được cân lắm. Rồi. Tương tự như vậy, các bạn cứ xây dựng cho mình phần nửa trên này trước nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ xây dựng phần nửa trên trước. Thông thường thì mấy cái bài này thì quy luật nửa trên và nửa dưới nó khác, nó y hệt nhau thôi. Thì các bạn thấy ở dòng thứ nhất nó có bao nhiêu ký tự nhỉ? Đôi, 4, 6, 8, 10 ký tự đúng không? Dòng thứ hai có đôi, 4, 6, 8, 10. Tức là cái ở đây input là n bằng 5 đúng không? Rồi, vậy thì mình thấy là nó sẽ có 10 dòng. À xin lỗi, nó có 9 dòng. Mỗi dòng đều có 10 ký tự đúng không? Vậy thì mình sẽ xây dựng nửa trên trước, nó có 5 dòng. Vậy thì mình sẽ duyệt từ 1 cho tới 5. Trong trường hợp tổng quát thì là từ 1 cho tới 5, ok. Sau đó thì bạn thấy là ở mỗi dòng nó đều có 10 ký tự đúng không? Vậy thì cái vòng for con ở trong mình sẽ phải duyệt đủ 10 lần, tức là j bằng 1 cho tới j nhỏ hơn bằng 2 nhân với n j tổng cộng. Ok. Trong trường hợp tổng quát thì nó là 2 nhân n. Bây giờ bạn sẽ xác định là khi nào thì nó in ra dấu sao và khi nào thì in ra dấu ngã. Thì bạn thấy ở cái dòng đầu tiên mình sẽ đánh cái chỉ số cột cho 10 cái cột kia từ 1 cho tới 10 nhá. Thì nó không có dấu ngã nào đúng không? Nhưng mà cái dòng thứ hai này này là bạn thấy là nó có hai chỉ số cột in ra dấu ngã, nó chính là j bằng 1 2 3 4 5 và 6 đúng không? Đấy, có đúng phải thế không? Cái dòng thứ ba này nó có bốn cái chỉ số của cột là 1 2 3 4 này, 5 6 và 7 đúng không? Đấy. Dòng thứ này thì là j bằng 3 4 5 6 7 và 8 đúng không? Đấy, và dòng thứ này thì nó sẽ có các chỉ số là 2 3 4 5 6 7 8 9, là nó in ra cái dấu dấu ngã. Đấy, lại vậy thì bây giờ bạn sẽ dựa vào cái chỉ số dòng, đây là dòng y bằng 1 nhé, đây là dòng y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4, y bằng 5. Sau đó bạn suy luận ra cái chỉ số cột mà mình cần in ra dấu ngã. Ở đây thì mình thấy là nếu mà gì nhỉ, để mình tìm. Nếu mà j mà nhỏ hơn hoặc bằng, để mình sẽ if j nhỏ hơn hoặc bằng, mình sẽ in ra cái phần dấu sao nhé.
Bạn thấy là nếu mà gì mà nhỏ hơn hoặc bằng cái phần ở bên trái, cái phần dấu sao ở bên trái này này, cái phần này này các bạn, cái phần tam giác vuông ở bên trái nhé, cái nửa trước của cái dấu ngã nó chính là cái chỉ số gì nhỏ hơn hoặc bằng 1 2 3 4 1 2 3 1 2, tức là gì nhỏ hơn hoặc bằng n trừ y cộng thêm 1 đúng không? N trừ y hay là n trừ y nhỉ? Có phải cộng thêm 1 nữa đúng không? 1 2 3 4 5 trừ đi n là 5 đúng không? Từ từ. Này nếu mà nháp ra thì nó sẽ dễ hơn, nếu gì nhỏ hơn hoặc bằng 5, mình xem nào. 5 trừ à xin lỗi, cái dòng kia là dòng thứ hai đúng không? Vậy thì là sẽ là n trừ y cộng 1. Đấy, nó chính là cái phần nửa đằng trước đấy, tức là cái này, cái phần ví dụ như cái dòng thứ hai này mình sẽ tìm cái chỉ số nó in ra bốn cái dấu sao này, sau đó mình lại tìm cái chỉ số nó in ra bốn dấu sao này. Thì mình thấy là cái phần nửa trước này này nó chính là cái phần mà gì nhỏ hơn nó bằng n trừ y cộng 1. Đúng không? Thế còn cái phần này thì nó là gì nhỉ? Hoặc là cái chỉ số gì nó lớn hơn hoặc bằng n cộng với y trừ đi 1 có đúng không nhỉ? Hay là n cộng y trừ đi 1. Đấy. Thì nếu mà nó là cái phần nửa trước và cái phần nửa sau cái phần dấu ngã đấy, thì mình sẽ in ra cái dấu sao đúng không nhỉ? Còn không thì mình sẽ in ra cái dấu là dấu ngã. Chạy thử đấy nhá, sau đó hết một dòng thì mình xuống dòng để bạn xem là nó có in ra được cái phần nửa trên không. Cái này mình nghĩ là các bạn có thể tìm quy luật dễ thôi. Ồ, nó bị thiếu mất một cái dấu ngã ở chỗ này đúng không, tức là lớn hơn hoặc bằng lớn hơn hoặc bằng n cộng y trừ 2 hả? Lớn hơn là bằng, à xin lỗi, lớn hơn là bằng kia là 6 đúng không? Tức là 5, 5 cộng 2 là 7. Lớn hơn thôi đúng không? Chứ không có lớn hơn hoặc bằng hả? 4 3, cái phần gì nhỏ bằng n trừ y cộng 1 thì đúng rồi kìa. Kia phải thêm một cái chỉ số nữa hả? Tức là gì hoặc lớn hơn là bằng n cộng y hả? Ok, rồi. Thì mình sẽ in ra dấu sao đúng không? Rồi thì nó sẽ ra được cho bạn cái hình như thế. Bây giờ bạn xây dựng nốt cái phần ở dưới như thế này. Thông thường thì cái quy luật nó giống y hệt như thế này. Nhưng mà bạn thấy là bây giờ cái nửa dưới nó chỉ còn n trừ một dòng thôi đúng không? Và bạn thấy là ở đây nó có đôi 4 6 này, 6 ký tự sao, thế là nó cũng giảm dần như thế này này. Ở trên này cứ dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5 thì cái số lượng dấu ngã nó tăng dần đúng không? Ở dưới này thì cái dấu ngã nó giảm dần, thành ra là bạn cũng lựa làm sao cho cái chỉ số của mình chạy từ n trừ 1 về 1 nhé. Ở dưới này nó chỉ còn n trừ 1 dòng thôi mà. Thì ở đây bạn sẽ cần chia từ y bằng n trừ 1 cho tới y lớn bằng 1 y trừ trừ. Thế còn cái quy luật thì nó giống y hệt thế này. Đấy. Mình cần copy cái này. Sau đó bạn paste vào đây. Sau đó bạn chạy thì nó sẽ ra được cái hình như thế này. Ok, đấy chính là cái cách làm của hình thoi nhé. Đủ chưa nhỉ? Rồi ok, thì đấy chính là cái hình thoi cuối cùng mà mình hướng dẫn nhé. Nói chung là đối với cái hình phức tạp thì các bạn cứ phân ra từng phần một, sau đó bạn cọt code. Thế còn để mà tìm được cái quy luật như thế này thì các bạn phải luyện tập một tí, chứ còn không phải là cứ đi thi mà làm được đâu. Bởi vì là thông thường khi mà đi thi các bạn tìm quy luật này các bạn rất hay là bị rối, và thông thường thì in ra các hình nó rất bị sai, hay bị sai và các bạn không biết sửa ấy. Thì tốt nhất là các bạn có thời gian luyện tập ở nhà, sau đó thì mình quen nó rồi ấy, quen cái việc tìm quy luật rồi thì các bạn tìm quy luật rất là nhanh. Ok, đấy chính là cái bài tập về hình thoi cuối cùng nhé. Có 3 bài hình thoi mình hướng dẫn ở đây là 17, 18, 19.